ống thở người ta, cái tia tủy từ đây ra, những cái ống ấy, đi từ cái vùng tủy ra hay gọi là tia tủy thôi. Thì trong cái tia tủy nó cấu tạo gì, những cái ống gớm, những cái đoạn hạng của mạch sinh đề ha. Của mạch tim nói rồi nha, nó sẽ làm giữa các tháp tập. Rồi. Đây mình quan sát cái tia tủy nha, tia tủy là những cái ống mà từ cái vùng tủy đi ra. Thì trong cấu tạo của một cái tia tủy nó còn giảm huyết là cắm mà xong cái đào ống gớp. Chữ là những cái ống hình chữ U á, là những cái đoạn của quanh lên. Cái phần tia tủy chỉ có cấu tạo như vậy thôi. Thứ nhất là ống gớp, hai là những cái quanh lên. Dưới mặt khô hồng ha. Yeah.
Tôi quay sang đây sẽ đi nối tiếp cái đoạn màu tím này là ống lửa xa. Và ống lửa xa sẽ đổ vô ống góc nam ở góc trong đúng không? Hậu nam ở hậu nam. Và lưu ý trong cơ thể mình đã bao nhiêu? Tới 2 triệu nền trong một cái quan trọng nam. Ta sẽ nói đến một cấu trúc A. Cấu trúc A này là cấu trúc của tiểu cầu thận. Đấy chính là những cụ mau mà nó sẽ phụ lại với nhau. Và cái khoảng trắng ở phía ngoài đây chính là cái khoảng bao mang, khoảng bao mang nó sẽ bao bọc ở phía ngoài cái tiểu cầu thận. Thì nguyên cái cấu trúc mà cái bao bao mang là cái tiểu cầu thận được gọi chung là thể thận. Trong sách nó sẽ không có nói tiểu cầu thận nam, thì trong sách nước ngoài nếu mình có đọc á thì hai cấu trúc này được cộng là gọi là tiểu thận. Còn trong sách mình chỉ quan tâm là gì, để bảo mật cái này ha, bao bao mang là cái khoảng trắng này, bao bao mang rồi. Cái bao mang thì nói tiếp với cái gì, ống lửa gần đầu tiên đúng không? Thì đây là cái đoạn của ống lửa gần thì cấu trúc B là cái đầu ống của ống lửa gần nam. Rồi, vì là mình đánh hô hỏng được cách nghe một cái đoạn ngắn thì sẽ có tất cả các đường điện của nó, đúng không? Được thấy một cấu trúc. Nhưng mà đoạn ngang ống lửa C thì bắt đầu có những cái đường điện của nó ha. Thì đây là ống lửa C. À. Gracias.